iPhone màn hình đục lỗ. Có lẽ điều này các bạn đã thấy rất nhiều hình ảnh leak trên mạng, nhưng thực sự ở góc độ của mình nói thẳng ra là mình đếch tin. Apple mà làm iPhone màn hình đục lỗ thì khác quái gì các hãng Android, và nó quá xấu. Thế nhưng gần đây mình đã có một nguồn tin đảm bảo cho chúng ta, đó là iPhone đục lỗ là có thật. Tuy nhiên các bạn sẽ không thể mua được. Trong video này mình chia sẻ các bạn những cái điều mà rất thú vị về cả iPhone 2021 và iPhone của 2022. Vâng, thưa mọi người, hình ảnh bị lộ ra của rất nhiều các cái chuyên trang công nghệ từ những cái leaker ở bên nước ngoài, và tất nhiên nguồn tin của họ cũng cực kỳ là đáng giá. Thế nhưng mà người Việt Nam chúng ta cũng có nguồn tin đáng giá không kém, và lần này thì có một bạn đã liên hệ thông qua fanpage với mình, và để đảm bảo thông tin thì mình đã che tên của bạn ấy đi và cũng không có để lộ ra. Tuy nhiên bạn ấy đã confirm với mình đó là iPhone màn hình đục lỗ là có thật. Thế nhưng bạn đã đưa ra một vài thông tin rất thú vị. Thứ nhất là iPhone đục lỗ thì không phải có một lỗ đâu, mà có tới 2 lỗ, và sẽ có sự biến mất đi của tai thỏ đã tồn tại rất lâu từ hồi iPhone 10. Và hơn nữa bạn đã chốt với mình một câu, đó là phiên bản iPhone màn hình đục lỗ này chỉ xuất hiện ở năm 2022. Thế thì tại sao mà lại có thông tin như vậy mặc dù là còn phải tận 1 năm nữa? Thì đơn giản, khi bất kỳ một cái sự thay đổi nào được tiến hành thì Apple đều có một cái quá trình được thử nghiệm. Ví dụ như iPhone màn hình 120Hz, tại sao chúng ta đồn từ năm ngoái mà nó không xuất hiện? Câu trả lời đơn giản là mọi thứ đều nằm trong cái sự thử nghiệm. Và tin vui là bạn đấy cũng đã xác nhận cho mình, đó là năm 2021 này là iPhone đã có tấm nền 120Hz. Và bạn ấy nói luôn, hiện tại hàng 2021 vẫn mới đang là thử nghiệm, tầm tháng 7 mới chạy được đại trà, và iPhone 2022 mới là sự thay đổi lớn về màn hình. Và công nghệ màn hình sẽ được sử dụng ở trên cái phiên bản iPhone này, đó chính là LTPO. Nếu các bạn chưa biết, đã từng xuất hiện trên S21 Ultra và Face 3 Pro. Thì màn hình này có thể tự điều chỉnh tần số quét dựa trên nội dung đang mở, nó có thể tiết kiệm năng lượng hơn nhiều. Và vì thế tại sao Apple sẽ tự tin để áp dụng tần số quét 120Hz vào. Và Samsung LG Display đang trong quá trình để chuyển đổi sản xuất từ màn hình LTPS sang màn hình đó là LTPO để đáp ứng được những cái đơn hàng này. Cùng với Samsung, LG thì Apple sẽ đưa BOE, một công ty ở Trung Quốc, vào danh sách cung cấp màn hình dành cho các chiếc iPhone của năm 2021. Và nếu các bạn chưa biết thì BOE hợp tác với Apple để cung cấp tấm nền OLED iPhone là từ tháng 12 2020 rồi. Còn 2021 này thì chủ yếu là iPhone sẽ vẫn giữ nguyên cái thiết kế là tai thỏ, chẳng qua chúng ta sẽ có tần số quét cao hơn. Anh em chưa cần tần số quét cao có thể mua ngay bây giờ những chiếc iPhone 12 series tại Hoàng Hà Mobile. Mức giá của 12 mini chỉ là 15.950.000. Chế thoại iPhone đạt kỷ lục là giảm giá nhanh nhất và sốc nhất. Và anh em còn có thu cũ đổi mới giảm thêm 1 triệu nữa, tức nghĩa xuống còn phân khúc chỉ là 15 triệu đồng. Hay là iPhone 12 mới với mức giá chưa tới 20 triệu đồng và 12 Pro giá chỉ 26.650.000. Ngoài ra có thể mua iPod 2 với mức giá hơn 3 triệu đồng cho mọi người. Anh em nhanh chóng truy cập ở bên dưới để mua, bởi vì chương trình khuyến mại này diễn ra trong thời gian có hạn. Và năm nay 2021 sẽ chủ yếu tập trung vào việc đó là sự thay đổi về cái tần số quét mà thôi. Và khả năng là tai thỏ sẽ bé đi một chút, còn 2022 mới là đục lỗ nhá. Thế nên mình bảo là các bạn sẽ không thể mua được, bởi vì năm nay các bạn đã có được đâu. Và năm 2021 này thì bạn cũng nói luôn, đó là các cái mã model trong nhà máy sẽ có chạy 4 model. Thứ nhất là sẽ có một con là 5,4 inch, có một con là màn hình 6,1 inch và có một con là sẽ là màn hình 6,7 inch. Mà bạn ấy bảo là có 4 model nhưng lại chỉ nêu cho mình 3 mã, thì khả năng là có một cái bạn nó sẽ chưa tiết lộ cho mình, hoặc đơn giản là sẽ có một cái phiên bản SE thế hệ mới hoàn toàn chẳng hạn, mình cũng nghi ngờ lắm. Và qua những cái thông tin đấy thì bạn cũng confirm luôn là sẽ không có vân tay trong màn hình đâu, thế anh em không phải chờ đợi, hiện tại sẽ vẫn tập trung vào Face ID. Thế nhưng mà cái việc mà khi mà đục lỗ thì Face ID kiểu gì? Đã có rất nhiều bài báo cũng của các chuyên gia trên thế giới nói rằng là hiện tại Apple đang nghiên cứu Face ID thu nhỏ lại và sử dụng một số cảm biến có thể đặt bên dưới màn hình. Và về tại sao nó sẽ được đục 2 lỗ chứ không phải là sẽ để nguyên cụm tai thỏ như bây giờ, hay chỉ đục 1 lỗ giống như nhiều điện thoại Android khác. Và sau khi nhận được thông tin bạn ấy thì mình cũng có chia sẻ lên Instagram. Anh em nào mà muốn quan tâm đến tin leak có thể lên Instagram hay thậm chí là follow TikTok của mình, theo dõi những cập nhật thông tin mới nhất nha. Vậy các bạn nghĩ sao? Các bạn có hào hứng với điều này hay không? Và rõ ràng Việt Nam chúng ta có khi mình phải lập một cái trang leak để anh em có thể chia sẻ những nguồn tin này, bởi vì nhà máy sản xuất các thứ Việt Nam ta cũng đã đều có quá nhiều những cái nguồn tin đáng tin cậy rồi. Và thực ra những cái leaker ở bên nước ngoài họ cũng lấy nguồn tin từ nhà máy ra mà thôi. Thế nên Việt Nam ta như này là quá pro xi măng rồi. Như vậy anh em sẽ thích iPhone màn hình đục lỗ hay màn hình tai tỏ? Mình sẽ để anh em bình luận ở bên dưới, hoặc truy cập group yêu Apple nơi chúng ta có thể comment chia sẻ về tình yêu Apple với nhau. Và đừng quên là hãy mua cái sản phẩm iPhone 12 series mới nhất trong dịp này khi đang khuyến mại mạnh tại Hoàng Hà Mobile với mức giá chỉ cầm khoảng 16 triệu đồng cho con 12 mini quá là sốc luôn. Và hẹn anh em trong các video lần sau. Ui, iPhone sẽ đục lỗ các bạn ạ. Nhưng mà quan trọng năm nay 120 Hz để xem nó làm ăn như thế nào nhé. Pin liệu sẽ có bị tốn hay là bị như thế nào không. Rồi, ok.